Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trung Quốc nổi điên khi Mỹ phát lệnh bắt hết 13 tàu thân trắng của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, Trung Quốc đang điều rất nhiều tàu thân trắng hoành hành ở ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh, một mặt để dương oai với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Brunei. Mặt khác, Trung Quốc muốn thể hiện với cả các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là với cả Mỹ. Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh và muốn tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc. Biển Đông chính là ao nhà của Bắc Kinh, vì thế Trung Quốc muốn điều bao nhiêu tàu ra ngoài Biển Đông là quyền của Trung Quốc. Và theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post mới đây, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu của ai, tàu của nước nào nếu xâm phạm vào Biển Đông thì Bắc Kinh sẽ sẵn sàng ra đâm và húc. Ngoài ra sẽ bắt giữ để xử theo đúng luật của Trung Quốc. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Hải quân của Mỹ đã điều hạm đội 7 và hạm đội Thái Bình Dương gồm rất nhiều tàu chiến, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu sân bay USS và máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tiến vào Biển Đông để vây bắt nhóm tàu được cho là tàu thân trắng của Trung Quốc đang hoành hành ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tàu dân sự thân trắng để hăm dọa và uy hiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên thế giới khi đi qua Biển Đông. Về lý thuyết, những tàu này mang sứ mệnh hòa bình và được triển khai với mục đích thực thi pháp luật dân sự. Nhưng tất cả thế giới đều bị phía Trung Quốc lừa bịp vì những con tàu thân trắng của Bắc Kinh luôn núp dưới vỏ bọc hòa bình. Chứ thực tế, trên Biển Đông, chúng lại rất hung hăng và ngỗ ngược khi liên tục đâm húc và dọa nạt các tàu của các nước khác khi đi vào khu vực Biển Đông. Vì thế, nhiệm vụ và sứ mệnh của Mỹ là tăng tốc đối với chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc ở Biển Đông một cách gấp gáp. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã sử dụng một cách khôn ngoan lực lượng tàu dân sự thân trắng để hăm dọa và áp đảo các nước khác cũng có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho biết, với cái gọi là chiến tranh nhân dân trên biển, Trung Quốc đã triển khai ồ ạt các tàu đánh cá kết hợp với tàu tuần duyên trên biển và các tàu dân quân biển khổng lồ mang vũ khí và tên lửa, sẵn sàng đâm húc và khai chiến với các tàu của các nước khác trên thế giới khi đi vào địa phận Biển Đông, nhằm thị uy sức mạnh và khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với các đảo đang tranh chấp tại vùng biển giàu tài nguyên này. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc lâu nay đã biến những vùng biển không có tranh chấp thành những vùng biển có tranh chấp. Sau đó, Trung Quốc đã sử dụng các tàu thân trắng nói trên, liên tục bao vây những vùng biển được cho là có tranh chấp đó nhằm thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Và nếu các nước có tranh chấp với cả phía Trung Quốc mà không nghe theo ý của Bắc Kinh, thì ngay lập tức các tàu thân trắng của Trung Quốc sẽ tiến hành sử dụng vũ lực như hăm dọa và đâm húc. Hành động dùng vũ lực ngông cuồng hống hách của các tàu Trung Quốc trên Biển Đông nói trên là không thể chấp nhận được. Phía Trung Quốc đã bị các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng cộng đồng trên toàn thế giới lên án một cách kịch liệt, chiêu thức bá quyền núp dưới vỏ bọc hòa bình của Trung Quốc, buộc các nước trong khu vực phải xem xét lại chiến lược đối phó của mình đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, để đáp lại các động thái hung hăng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua ở Biển Đông, Mỹ ngoài việc đưa các tàu chiến cỡ lớn mang tên lửa dẫn đường, thì Hoa Kỳ còn cho Hải quân đưa các tàu thân trắng thuộc lực lượng tuần duyên của Mỹ vào khu vực Biển Đông. Được biết, cách tiếp cận khôn ngoan của Hải quân Mỹ cho thấy đã có hiệu quả rõ rệt và Mỹ đã vây bắt được 13 tàu thân trắng của Trung Quốc. Theo tiết lộ của một chỉ huy hải quân của Mỹ miêu tả thì khi tàu của chúng tôi xuất hiện ở Biển Đông, ngay lập tức các tàu thân trắng của Trung Quốc đã bí mật bám sát phía sau các tàu của chúng tôi và khi thấy tàu của chúng tôi tiến sâu vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông, thì phía Trung Quốc đã cho các tàu thân trắng nói trên lao vút lên phía trên, đồng thời phát đi thông báo yêu cầu tàu của chúng tôi rời khỏi vùng Biển Đông. Và chỉ huy hải quân của Mỹ còn nhấn mạnh rằng tàu của chúng tôi đang hoạt động tại vùng biển thuộc vùng biển chung của thế giới. Cớ làm sao mà tàu của Trung Quốc lại xông lên và hăm dọa? Ngay sau khi phát đi thông báo xua đuổi tàu của chúng tôi, thì tàu của Trung Quốc đã lao lên và đâm húc.
thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lo ngại đến an ninh và mất an toàn cho tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phóng ngư lôi và dàn trận bắt giữ 13 tàu thân trắng của Trung Quốc theo đúng luật pháp của quốc tế. Biển Đông dưới thời của Tổng thống Joe Biden rất được Hoa Kỳ coi trọng và quan tâm, khác hẳn với các đời Tổng thống Mỹ khác. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ dường như đã được cởi trói. Trong thời gian gần đây, Lầu Năm Góc liên tục điều hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương cho các tàu chiến, tàu sân bay USS có tên lửa dẫn đường, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, cùng lính thủy đánh bộ xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ có thể điều các lực lượng hải quân tiến vào Biển Đông bất kỳ lúc nào và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Việc đập tan hải quân của Trung Quốc và bắt toàn bộ tàu của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông chỉ là chuyện đơn giản với hải quân Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại. Thậm chí các tàu tuần duyên, tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ còn áp sát các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở ngoài Biển Đông, ở khoảng cách 12 hải lý, trực tiếp thách thức đến sự bành trướng vô lý và đầy thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc. Theo tiết lộ của một đô đốc hải quân của Hoa Kỳ cho biết, trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ điều rất nhiều tàu chiến để tiến vào Biển Đông một cách dày đặc hơn và thể hiện cứng rắn hơn với cả phía Trung Quốc sau khi cảnh báo phía Bắc Kinh về các hành vi cản trở hoạt động khai thác dầu khí đối với cả các nước trong khu vực. Thưa quý vị, lãnh đạo Lầu Năm Góc cam kết sẽ đối phó chiến lược với chiến tranh không tiếng súng với cả Trung Quốc bằng cách xây dựng cách tiếp cận cụ thể nhằm đối phó với các tàu bán quân sự và tàu tuần duyên. Người ta gọi là tàu thân trắng của Trung Quốc ngày càng hoành hành ở ngoài Biển Đông và gần đây nhất Trung Quốc đã bị Mỹ bắt giữ 13 tàu thân trắng để cảnh cáo cũng như răn đe. Điều này cho thấy sự leo thang căng thẳng đáng kể. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã mời ông Duterte, Tổng thống của Philippines, gật đầu đồng ý bắt tay với cả các công ty dầu khí Trung Quốc, cho phép phía Trung Quốc điều con người và máy móc đến vùng biển của Philippines để khai thác dầu khí theo tỷ lệ ăn chia là 40-60. Và Trung Quốc nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ bắt tay khai thác dầu khí chung với các công ty của Trung Quốc. Cho nên Bắc Kinh muốn gây căng thẳng để đuổi các công ty nước ngoài ra khỏi vùng biển của chúng ta. Nhưng Bắc Kinh không hề biết rằng chúng ta chỉ chọn các công ty nổi tiếng trên thế giới như tập đoàn ExxonMobil của Mỹ hay tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga hoặc là các công ty dầu khí của Ấn Độ và Nhật Bản, chứ không bao giờ chọn các công ty tập đoàn của Trung Quốc. Bởi vì các dự án liên quan tới các nhà thầu Trung Quốc hay chủ đầu tư Trung Quốc thường dẫn tới đổ bể vì Trung Quốc thường nói một đằng và làm một nẻo. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng bởi vì một bên phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, còn phía Mỹ thì luôn ra sức ngăn cản các hành động ngang ngược và ngông cuồng của phía Trung Quốc. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn các diễn biến về Biển Đông sẽ vẫn còn rất phức tạp và khó lường. Các thông tin liên quan tới Biển Đông mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.